Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với thương hiệu ghế massage Tokyo Luxury. Quý vị thân mến, ngày hôm nay tôi sẽ cùng quý vị khám phá thêm một siêu phẩm mới nữa của Tokyo Luxury. Đó chính là siêu phẩm mang tên TK6800. TK6800 được thiết kế trang nhã hiện đại, CPU cao cấp, chống bám bụi, chống vân tay, ẩm mốc. Đặc biệt, khung massage SL ôm sát đường cong cơ thể, tác động sâu vào những điểm đau nhức. Bi silicone đúc đặc, tích hợp đầy đủ các tính năng, chuyên sâu giảm đau, cải thiện mệt mỏi, giúp bạn ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Nhiệt hồng ngoại giúp sưởi ấm cơ thể và không thể thiếu đó là hệ thống túi khí toàn thân, giảm stress, cải thiện chức năng tuần hoàn máu, giảm tê bì chân tay. Và trên tay tôi chính là remote của chiếc ghế TK6800 với nút điều khiển thông minh sử dụng bằng tiếng Việt. Thêm một chức năng vô cùng thông minh nữa, đó là chế độ định dạng cơ thể. Bạn cao hay thấp, thân hình béo hay gầy, thì chiếc ghế massage này đều phù hợp theo khung người của bạn. Và đây cũng chính là điểm cộng của chiếc ghế massage TK6800 này. Hãy đến với chúng tôi để cảm nhận được sự tuyệt vời mà chiếc ghế này mang lại nhé! Quý vị hãy nhanh tay gọi ngay hotline của chúng tôi 0965 128 312 để được tư vấn và hỗ trợ.